Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 28 tháng 6, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở vùng núi thấp và mở rộng ra một số nơi thuộc vùng núi phía Tây của tỉnh, với mức nhiệt cao nhất ngày từ 35 đến 37 độ C, vùng núi thấp có nơi trên 38 độ C. Dự báo ngày 29 tháng 6, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra trên hầu khắp các khu vực trong tỉnh, với mức nhiệt phổ biến là từ 35 đến 37 độ C, vùng núi thấp có nơi 37 đến 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 4 đến 5 ngày tới. Thời tiết các khu vực như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình là 70%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm trung bình là 70%. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm trung bình là 78%.